poco. Dạo này biết nghe mọi người xem có nhớ được không nhỉ? Có. Chào tất cả mọi người đang xem livestream nhé. Bóc nữa đi ạ. Nó đứng rồi đó. Ừ. Giống anh thương luôn chị vợ rồi à. Trước thì cắt vào không phép được không? Không, tức là cắt hay là cắt nhỏ. Hiểu. Đây nó phải gì đâu. Thank you.
đấy nó để dày cục tỉa 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 hết mái, sau đó kiểu nó quát mát dáng rồi đấy, nhìn cho nó vẫn đang cắt tóc. Thế này bảo mình ra đi, chắc bạn của chị. Thượng nó quả mái này đúng không ạ?